mình dặn nha. Lát nữa ấy, có ai gọi điện cho tôi ấy, thì nhớ bảo là tôi không có nhà nhá. Biết rồi. Alo anh ạ. Chồng em đang ở nhà. Không có nhà. Người ta gọi cho tôi. Vậy để ông gác anh nhá. Uống lương em? Thôi anh ạ. Thế mình đi về nhỉ? Vâng ạ. Tính tiền em ơi. Bao nhiêu? Của anh chị ấy, chỉ 5 nghìn ạ. Chỉ 5 nghìn thôi gì? Dạ. Thế để em gửi cho anh. Ồ hay nhỉ, em buồn cười thật. Con gái đi với anh là không bao giờ được phép trả tiền. Đừng bao giờ trả tiền trước bạn anh. Chỉ 5 nghìn gì? Vâng. Vo 5 nghìn không phải trả lại nhá. Đi với anh con gái là đừng bao giờ được phép trả tiền. Mặc tiếng anh nhá, anh hiểu không? Đi về. Đừng bao giờ trả tiền trước bạn anh. Chị ơi, xe ôm chị, xe ôm, xe ôm. Không thích đi đâu. Xe ôm anh ơi, xe ôm anh. Ôm thì ôm chứ xe không đi đâu. Ôm không? Đời xe ôm mà suốt ngày ôm cái xe khổ, không khách nào đi. Chị ơi, xe ôm chị ơi. Xe ôm chưa? Anh ơi. Chị gọi tôi hả? Dạ. Anh có phải là xe ôm không ạ? Tôi xe ôm. Thế anh có đi khách không anh? Dạ, ý em là anh có chở khách không anh? Chở khách à? Dạ. Chở khách có. Xe ôm phải chở khách chứ. Dạ. Chị đi xe à? Dạ vâng. Đi xe, lên xe. Tôi thấy tôi quá khó khăn rồi. Đi khách thì không đi chứ chở khách là chở luôn. Đó. Mời lên xe, mời lên xe luôn đi. Từ từ. Rồi, cứ bình tĩnh. Ok rồi. Rồi, ta đi thôi. Cô chửa to này sắp đẻ chưa cô ơi? Dạ, theo lịch là hôm nay em sinh anh ạ. Ô, hôm nay sinh. Mà chồng cô đâu không đưa đi thì đi mình này. Chồng em nó đuổi em ra khỏi nhà rồi anh ạ. Thằng chồng cô lại khốn nạn thế à? Trời ơi, vợ chửa to lại đuổi ra khỏi nhà mà sao lại đuổi cô? Vì anh ấy không tin được con trong bụng em là của anh ấy. Thế nó là của thằng nào cô? Em không biết nữa. Cô hợp tác với ai mà không biết luôn à? Khổ thân. Mà giờ đi đâu cô ơi? Bây giờ đi tìm bố cho con em ạ. Tôi đâu biết bố con cô là thằng nào đâu mà tìm. Chết cha rồi, hỏng cái xe rồi chết rồi. Anh ơi. Ủa, chết rồi. Cô làm sao cô ơi? Hình như làm sao đây? Em chuyển dạ rồi anh ơi. Bình tĩnh. Em đau quá. Bảo thằng cô bình tĩnh, từ từ ăn ra. Xe em đang bị hỏng. Khép vào. Bình tĩnh làm sao được? Cứ từ từ. Bia phải làm sao giờ đây? Cứu em với. Bia phải làm sao đây? Anh ơi, khả năng anh phải đỡ đẻ cho em rồi. Ôi, cô ơi, tôi mới làm người ta đẻ được thôi chứ chưa đỡ đẻ bao giờ. Bia làm sao giờ đây? Là cô bình tĩnh, cô bình tĩnh. Khép vào. Phải làm sao được? Để tôi gọi cấp cứu. Chị ơi. Alo chị ơi, cho em một xe đưa đẻ đến đây nhanh nhá. Có người sắp đẻ nhanh chị ơi. Sao? Không có xe đưa đẻ, chỉ có xe cấp cứu thôi à? Xe cấp cứu với xe đưa đẻ gì, cứ cho đến đây đi. Nước sôi nửa bỏng rồi, nhanh lên. Địa chỉ à? Chết rồi, chị ơi, ở đây nó không có số. Chị cứ đi tìm đi, trong Hà Nội thôi chứ không ở đâu xa. Đau cô ơi. Bây giờ để tôi tính, để làm sao đây? Giúp em một việc được không? Bây giờ còn giúp cái gì, nước sôi nửa bỏng còn giúp cái gì nữa? Bây giờ, tôi tìm được bố cho con em. Bây giờ làm sao? Mà con em sinh ra lại không có bố, thì tội nghiệp lắm. Hay anh làm bố cho con em nhá. Nhưng mà... Tôi được rồi. Anh hứa đi. Được rồi. Cô cứ bình tĩnh. Tôi hứa là tôi sẽ làm bố cho con cô được chưa?
Thì ra mày là cái thằng cùng với vợ tao hợp tác để tạo ra cái sản phẩm này à? Anh chị em đâu? Bổ nó. Ai ui, ôi em xin cái chị. Con này lên xe. Nhanh. Cái xe. Đi xe ôm mà mất cái xe. Cái xe của tao. Em đi đâu bao nhiêu đồ này? Em qua ở với anh. Sao em không nói trước với anh? Hôm trước anh chẳng nói với em là đằng nào mình cũng sắp cưới. Anh muốn em qua ở với anh làm gì? Trời ơi, nhưng mà bố anh. Không được. Cô Pháp ra con gia quy. Cái luật lệ của cái dòng họ nhà này không cho phép vợ về ở với chồng trước khi cưới. Cho nên bao giờ cưới ta mới cho về ở nha. Chưa biết. Yên tâm đi, em đã nói chuyện với bố. Bố đồng ý cho em qua đây ở rồi. Thật á? Đúng vậy. Bố, ta cho phép con Linh qua đây ở trước khi cưới. Con cảm ơn bố ạ. Thôi, Linh mang đồ sang bên này đi con. Từ bố ơi. Phòng ở đây mà. Nó làm sao được ở phòng máy? Thế ở đâu à? Ở phòng tao chứ. Bố bảo là luật lệ dòng họ. Luật lệ dòng họ là cấm không được ở với chồng trước khi cưới. Còn ở với bố chồng thì vẫn được. Tình trà đi qua đây con. Kìa, bố. Bố. Cảm ơn sếp đã cho công tác để sớm với vợ con. Dạ vâng. Không có gì sao ạ? Dạ vâng, cảm ơn sếp. Đói. Trời ơi đói. Từ sáng đến giờ không có cái gì cho mà mồm. Tiền thì hết. Có ai khổ như tôi không mà trời ơi. Đói quá. Bây giờ mà có đứa nào mà nó mang cái gì đến đây cho mình ăn thì có phải là tốt không? Anh đói à? Anh đói. Em có cái này cho anh ăn này. Anh ăn wow. Đi. Ủa, cho anh à? Ừ. Trời ơi, may quá. Em tốt quá. Anh xin. Ngon không? Nhưng mà hơi khó ăn tí. Khó ăn á? Đâu? Mà bạn em ở nhà chúng nó ăn suốt mà, nó có chê đâu. Mỗi mình anh là chê đấy. Bạn em ăn suốt à? Ừ, hôm nào chúng nó chả ăn. Tôi được. Đói thì ăn tạm vậy. Chắc là lần đầu ăn cho nên chưa quen. Ừ, anh ăn đi. Đấy. Cố ăn được. Mà bọn bạn em là bọn nào ấy? Bọn bạn em á? Bọn bạn em á? Là đàn chúa ở nhà em ấy. Ôi giời ơi, hôm nào chúng nó ăn thừa ấy, em gói vào, em mang cho anh ăn đấy, anh ăn đi. Ôi giời, ăn đi, ăn nhiều vào, ăn nhiều đấy nhá. Mẹ con điên. Mình nghe thấy tiếng nó cười thì mình nghi rồi. Nó cho ăn cái gì thì cũng biết rồi. Mẹ con điên. Kinh quá.